Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Bình luận diễn biến chiến sự qua video Ngày 903 Cuộc chiến Ukraine Và lại một ngày gọi là bình luận chui <laughs> Bình luận vụng trộm Chúng ta sẽ vào chiến sự ngày đây Và không biết một đòn tấn công ở đâu Úi giời Đấy chúng ta xem Đây là quả bom FAB, nó bay rất nhanh màu trắng đấy, nó có cánh bay giống như kiểu là cái con UAV Lancet nhưng mà tốc độ cao hơn nhiều. Quá kinh khủng nhỉ, nhìn lại một lần nữa xem nào. Wow! Khủng khiếp. Hình ảnh nhờ khu vực uh, biên giới của Ukraine ở tỉnh Odessa và Moldova, không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đó. Có vẻ như một vụ tấn công lớn. Cái vụ ở bán đảo Kim Bun này quý vị ạ, bây giờ thêm nhiều tình tiết mới đó là sau khi uh, lực lượng uh, gọi đặc nhiệm của Ukraine đổ bộ lên cái khu vực này và bị phía Nga uh, gọi là tiêu diệt gần hết thì sau đó lại một cái lực lượng đặc nhiệm khác lên đổ bộ lên để mà sơ tán những người bị thương uh, hoặc là những người mà đại khái là đã thiệt mạng ấy thì lại tiếp tục bị phía Nga đánh chặn nữa. Đấy, và có vẻ như là cũng các anh cũng lại ra đi rồi. Và đợt này video bị uh, bị 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 che nhiều quý vị nhé. Bởi vì là nó rất nhiều cái uh, hình ảnh của thi thể đấy. Cái đấy nó làm cái cấm kỵ quý vị. Cho nên là uh, nhiều khi đến đấy là nó là bất đắc dĩ thôi. Chứ tôi cũng không mong muốn. Mà cơ bản là tôi cũng không mong muốn thật. Bởi vì nói thật ra À, xem gì thì xem, nhưng mà xem những cái liên quan đến máu me, đúng không ạ? Nó cũng không tốt cho sức khỏe. Cái đấy là cái nhiều người không nhận ra đâu. À, xem cái đấy, nhiều người cảm thấy sẽ có một cái sự thay đổi có chiều hướng tiêu cực liên quan tới việc là hiếu chiến hơn, đấy, hung hăng hơn. Hình ảnh Su-34 cất cánh tấn công vào vị trí đóng quân của Ukraine ở hướng... Ờ, tỉnh Kurs. À, rất đẹp. Bom đã thả xuống rồi. Dù sao đây cũng ta cũng là bình luận chiến sự để mà kết thúc chiến tranh mà. Chứ cũng không phải là để tận hưởng những cái sự chết chóc trên chiến trường. Đúng không ạ? Đến ngày hôm qua quý vị biết là số lượng tổn thất Ukraine đã lên tới 420 binh lính. 55 xe các loại, 3 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân, rất nhiều các loại xe xe bọc thép chiến đấu 43 xe bọc uh, thép chiến đấu hạng nhẹ uh, chở quân 31 uh, các loại xe cộ khác một khẩu pháo phản lực, một khẩu pháo uh, cố định. Như vậy là Ukraine đã mất rất nhiều quân trong ngày hôm qua, tổn thất cực kỳ khủng khiếp mà quý vị cũng đã thấy cái video những video ngày hôm qua nó nói lên phần nào đấy, xe cộ rất nhiều đúng không ạ? Xe cộ, người tổn thất cực lớn. Uh, và đến thời điểm uh, này thì uh, họ đã tổn thất đâu uh, xem nào. Đến ngày hôm qua nha quý vị nhé chúng tôi chưa cập nhật cái sáng đâu. Uh, đến đến um, gọi là sáng ngày hôm nay đâu. Tức là đây là chính là ngày hôm kia đấy. 2030 người 35 xe tăng. Uh, 31 xe bọc thép chiến đấu hạng nặng, 18 xe bọc thép chiến đấu khác, 179 các loại xe khác nữa hạng nhẹ, 78 xe mô tô hai hệ thống pháo phản lực và 14 pháo thường. Như vậy là xe tăng và các loại pháo ít hơn mà chủ yếu các loại xe đặc biệt 179 các loại xe hạng nhẹ thì có nghĩa rằng là đó là một lượng xe gọi là đã được thiết kế khinh binh để tấn công luồn sâu, thọc sâu đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đấy là chính là cái đồ chiến thuật của phía Ukraine đấy. Thì chúng ta cập, tập trung, đấy là ở vùng tỉnh Cớt, xin quý vị nhé. Vâng, tiếp tục chúng ta có những chiếc xe bọc thép của Ukraine, hai chiếc xe tăng T-72 ở vùng Kurs. À, vâng, đã bị phá hủy. Vâng, cái gì đây mà có vẻ như là từ tối ngày hôm qua giờ thì video lại bị uh, có một cái dấu hiệu tắc nghẽn ở đâu đó rồi UAV của Nga tấn công vào xe cộ lại là xe quý vị ạ. hôm qua chúng ta nhìn là quá nhiều xe đúng không ạ xe mà là, là, là rồi, rồi đúng vào hai người lính đằng sau luôn này vâng sau đó thì có vẻ như video đã bị ngắt và hình ảnh có thể sẽ khủng khiếp diễn ra sau đó cũng vẫn là UAV tấn công vào xe cộ binh lính của Ukraine ở vùng Kurs. Và kiểu này phải đổi mạng thôi, quý vị chờ tôi một chút. Và nét luôn rồi. Rồi ánh sáng này. Như kiểu trên thiên đường, đúng không ạ? Một ánh sáng dọi thẳng xuống. Một chiếc xe. Ui dồi, rốt tô. Rất nhiều xe quý vị ạ. Đây có vẻ là một cái video tổng hợp rồi Chắc chắn nó sẽ có những cái cũ cái mới lẫn vào nhau Đấy quý vị xem Nhiều xe không Cứ vứt đấy thôi Không hiểu nổi là các ông này Đẩy lại một chiếc mà nó giống như ban nãy Và đây chính là Hai người lính ban nãy đây Xem là sau đó có vụ nổ Có vẻ như không có Đúng không ạ Lỗi rồi lại chiếc xe nữa này. Nhiều chưa? Hôm qua chúng ta cũng có một uh, sơ video đến uh, quý vị biết không? Cuối cùng đếm ra là mười mấy cái xe bị cháy liền. 16 cái hay sao đấy? Đấy là chưa kể những cái xe nhỏ nhỏ. Vâng. Ukraine đăng hình ảnh uh, Su-27 xuất hiện ở hướng Kursk. Nói rằng là đi trừng phạt quân Nga. Nhưng có vẻ sau đó chiếc Su-27 này đã bị bắn. Nhưng mà uh, chỉ có phía uh, Nga tuyên bố thế thôi. Còn không biết là À, không có video chứng thực. Hôm nay thì chúng ta đã thấy Ukraine đã ném được quả bom zidam đầu tiên ở hướng uh, Kurs rồi. Như vậy là ít nhiều thì họ cũng đã ném được uh, những quả bom của mình, uh, những cái quả bom uh, mang tính chất là bom lượn đấy của Pháp và Đức viện uh, Mỹ viện trợ. Hình ảnh uh, những người lính Ukraine bị uh, phía Nga bắt bớ, đấy, những hình ảnh đầu hàng đối với này nga bị bắt nhiều quý vị nhé đợt này là họ bị bắt khá nhiều đấy bởi vì tại sao bởi vì thứ nhất là những lực lượng mang tính chất biên phòng và những lực lượng tân binh đấy họ đưa ra các cái tiền tuyến nhưng mà nó không có hệ thống phòng thủ khi mà bị ukraine họ tấn công tia chớp khép vòng vây từ hướng sau bằng các loại xe khinh binh tốc độ cao nó giống kiểu phát xít đức ngày xưa ấy, cho nên là họ bị bắt rất nhiều và cái đấy nó làm cái nó, nó không liên quan gì đến cái việc là Ukraine giỏi hay là gì? Tất nhiên là cái chiến thuật thì rất giỏi, đúng không ạ? Nhưng mà nó làm một cái hết sức tự nhiên trong cái chiến thuật của Ukraine và gặp cái uh, lực lượng uh, biên phòng của nga có thể nói là không đủ sức để chiến đấu. Hôm nay thì cũng rất uh, xuất hiện rất nhiều những cái video uh, binh lính nga đi nhặt đồ, các ông ấy nhặt từ những cái uh, khẩu súng đến băng đạn, nói chung là tất cả các thứ ông ấy đi nhặt đồ từ những thi thể Ukraine nhiều lắm thì như vậy chúng ta thấy là cái việc mà họ tổn thất qua là là rất lớn đúng không ạ hình ảnh lính của Ukraine đã đổ bộ vào làng Plepo. đây là một trong những làng hiếm hoi ngày hôm nay họ đã uh, tiến vào có vẻ như là Ukraine đã chiếm được cái làng này ở hướng phía nam cái làng này thì nó nằm ở cái hướng lệch xuống phía nam này cho nên là là một nơi mà có thể nói rằng là Ukraine sẽ Uh, sẽ sẽ đầu tư bởi vì những hướng chính bây giờ khó hơn rất nhiều rồi, cho nên là Ukraina sẽ khai thác cái hướng chọc vào cái sườn phía nam để mà tạo ra những cái thành tích thôi và những cái truyền thông thôi. Nhìn chung thì nói thẳng ra tôi cũng chẳng có lý do gì về tôi bao biện đến bên nào cả, nhưng mà uh, những cái um, những cái kinh nghiệm và kiến thức của mình đúng không ạ, cho phép mình đưa ra những cái nhận định như vậy. Nói chung cuộc chiến này nó không đi đến đâu cả, nó cái cuộc tấn công này nó không đi đến đâu. Cả. Lực lượng Ida của Nga, đây là lực lượng Ida mà trước đây gồm toàn những cựu cựu binh của Wagner trước đây đấy. Họ phá hủy một xe bọc thép có biểu tượng logo uh, tam giác này của cái chiến dịch Cớt của Ukraine đấy. Và như vậy là cho thấy cánh quân này đã hoạt động tích cực ở hướng Cớt rồi, đúng không ạ? À, lực lượng Ida thì uh, của Nga có cái lực lượng đó, còn của Ukraine thì cũng có lực lượng Ida uh, và đó là cái lực lượng uh, theo cái uh, gọi là cái gì đấy chủ nghĩa dân tộc cực đoan cực hữu đấy đúng không ạ hình ảnh xe bọc thép của nga ở hướng uh, hiboke khắc cốp ukraine thông báo như vậy còn chúng tôi không biết được là có thật hay không còn nếu có thì có rất lâu rồi bởi vì từ rất lâu thì nga đã không tiến quân ở khu vực khắc cốp đặc biệt là hướng hiboke mà chủ yếu là ukraine tấn công thôi thì cũng chưa biết được đúng không ạ? Có lẽ là hình ảnh đang đang đến thì chúng ta biết đâu đến đúng không ạ? đang đang uh, xem thì uh, nga tấn công thì sao? Phía nga thì đã quay những video cho thấy họ sơ tán chiếm được một chiếc xe bọc thép striker của mỹ ở vùng Kursk. Đây là một dòng uh, xe bọc thép chủ lực uh, ở cái hướng cớt này xuất hiện rất nhiều trong thời gian gần đây đặc biệt là cái xe này thì nó rất phù hợp với địa hình ở Kurds và trận địa bởi vì ở đó như tôi nói cùng quý vị nó không có những cái lực lượng biên phòng và tân binh nó không có cái gì để nó có thể phòng chống được không có xe hạng nặng không có vũ khí hạng nặng để và không có ammo tức là không có giáp giếc mình nói nôm na như vậy để mà có thể chống lại được những cái xe striker này đấy là lý do mà họ đã bị bao vây họ bị uh, uh, gọi là chia cắt rồi họ bị rút quân đúng không ạ vây ép Lữ đoàn, đây là những binh sĩ của lữ đoàn số 85, lữ đoàn dù 82, đã bị bắt ở hướng Malaya Lokia. À, Malaya Lokia thì nó là hướng này này quý vị này. Đây đây, Đấy, một cái hướng rất quan trọng tiến lên phía Bắc. Ukraine bây giờ thì đang cố thọc theo cái cánh này, nhưng mà cũng chỉ thọc cho vui thôi, đúng không ạ? Họ định tấn công đến làng Lvov này này, cái thị trấn Lvov ở trên này, Lvov ấy. Nhưng mà đã ở đây đã bị bắt khá nhiều. Uh, nói một chút về lữ đoàn dù số 82 là một trong những cái lữ đoàn khá là quan trọng. Đúng ra là chủ công ở một vài hướng đấy. Vâng, có những người nằm dưới đất như kia thì chắc là lại phải xóa video rồi. Thế nhưng mà đợt này thì họ bị bắt và bị tổn thất rất nhiều. Cho nên là uh, lữ đoàn trưởng đã yêu cầu được sơ tán về tuyến sau. Có nghĩa là đã bị tổn thất Uh, gọi là cái 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 lõi của uh, gọi là sức chiến đấu của lữ đoàn và điều này cũng cho thấy rằng Ukraine tổn thất rất lớn đúng không ạ rất rất lớn nếu nói thật ra mình có thể khớp những cái cái dữ liệu của nga dữ liệu trên chiến trường và kể cả video từ phía Ukraine nữa thì cho thấy điều đó máy bay trực thăng K 52 của nga Đấy, họ cất cánh đồng loạt cả một phi đội đấy. Tiếc là chúng ta không có nhiều video về trực thăng K-52 tấn công xe cộ. Đây, có đây nhưng mà... À đấy, đấy, có rồi này. Vâng, hai chiếc rồi. Cũng chỉ có hai chiếc thôi, đúng không ạ? Uh, chúng ta thực sự là chúng tôi cũng không biết là lý do tại sao mà lại thiếu vắng những video đấy khi mà mùa thu năm ngoái, mùa hè năm ngoái chúng ta có rất nhiều, đúng không ạ? Cũng có khả năng là phía nga họ vẫn chưa ổn định được cái chiến tuyến, cho nên nó chưa có những cái video nhiều. Xe tải của ukraine bị uav chỉ riêng cái lực lượng UAV của Nga thôi có thể nói là gây ra cái tổn thất kinh hoàng cho Ukraine đúng không ạ? Chỉ riêng những cái video bằng UAV thôi đã chiếm một cái số lượng lớn rồi. Thực tế thì UAV nó chính là một cái khắc tinh của những đội quân tinh binh của Ukraine tiến vào sâu. Bởi vì họ tiến vào họ không có cái hậu cần theo kịp đúng không ạ? Và nó khá là chơi trọi trên những cái đường như vậy cho nên là UAV nó sẽ rất dễ để nó tìm ra và buộc họ ở cái thế lúc nào cũng phải di chuyển rất dễ để UAV nó đánh và những người lính Ukraine đã chuẩn bị sẵn những cái biển để đi tới nhiều nơi họ cứ đăng lên trên họ cứ cắm lên trên các cái cột thôi và đăng theo biển của người này thì họ đã tiến tới cái làng lờ gốp phía trên rồi Đấy, tức là đây này À, nhưng mà cuối cùng thì ai cũng biết đó là những cái thủ thuật video ảnh nhiếc thôi, mà quay phim chụp ảnh ghép hình thôi. UAV tấn công xe Ukraina ở trong rừng, cũng ở vùng Cus. Và nổ rồi, kho đạn còn nguyên, đúng không ạ, nổ rất to Một chiếc xe Bradley đã cháy ở khu vực vùng Cus Như vậy là đã có những lữ đoàn uh, tinh túy, đúng không ạ một Lữ đoàn cơ giới quan trọng, tất nhiên lữ đoàn 22, 82, 80 Và như vậy là, là Ukraine đã đưa xe Bradley, một trong những cái con át chủ bài về gọi là vũ khí lên khu vực tuyến chiến trường miền Bắc. Như vậy cho thấy rằng Ukraine rất kỳ vọng vào chiến thắng của họ. Đây là hình ảnh ngày hôm nay phía Nga đã tấn công vào trận địa ở làng Tike bên phía Kharkov bằng pháo phản lực và pháo nhiệt áp rất nhiều. Không biết là Nga có tung đòn không? Cũng rất có khả năng. Thời điểm này Nga tung đòn là nó rất là hợp lý trừ khi không có lực thì thôi phải chấp nhận còn có lực thời điểm này đánh ở đâu ukraine cũng mệt cũng như ukraine thôi bây giờ họ có lực họ đánh ở đâu ở biên giới phía bắc thì nga cũng mệt đúng không ạ mình hiểu cái thế trận nó như vậy còn ở chiến trường biển đông thì ukraine giờ không có cửa rồi đánh vào không thể vượt được vài trăm mét ở trên đây thì họ tận dụng những cái uh, trận địa địa hình rồi là những cái đại khái nó nó rất là đặc thù cho nên họ mới tiến được thôi chứ còn thực tế là những cái vùng này nó mình vợ mà vẫn gọi là đất thổ phỉ đấy đúng không ạ vào và cướp đất thôi trận địa pháo kinh như quý vị từ nãy đến giờ này đấy hàng trăm quả rồi ối rồi ôi thế này thì chắc là chiều nay lại có đánh nhau to ở tì kè rồi dã man chưa phải đến 200 quả rồi quý vị ạ lao ầm ừ. ầm trên màn ảnh của chúng ta rơi cả xuống sông kia kìa đấy tiếp tục những màn phá hủy trang thiết bị vũ khí của Ukraine hình ảnh rất đẹp mắt nét quá nhỉ đấy con đường quý vị nhìn xem, nó đẹp như này nó không giống ở Trung Đông, đúng không ạ? Trung Đông thì nó cũng có cảnh hành quân như này, nhưng mà đường nó chả ra đường, rừng nó không ra rừng, đồng nó không ra đồng cỏ. Đấy, còn ở đây trông nó nét nè nẹt thế này. Cháy rồi. Và cũng là hình ảnh UAV tấn công thôi. Rất nhiều UAV tấn công vào xe cộ Ukraine này. Nói tóm lại bây giờ thì cái chiến thuật của Nga ở vùng Kurs đấy là họ phòng thủ tiến lui một cách nhịp nhàng và sử dụng UAV thật nhiều để mà tấn công và không chịu hứng chịu tổn thất. Đấy quan trọng Nga là bây giờ họ không được phép tổn thất. Những cái điểm chốt chặn thì phải chốt thật chặt và bảo vệ cánh đúng không ạ? Khiến Ukraine trả giá đắt, còn những chỗ mà rút được thì cứ rút dùng UAV, dùng các lực lượng quấy phá. Đấy. Đấy là trong cái chiến thuật là hợp lý nhất tại thời điểm này. Còn cũng không phải lúc nào cũng đứng đấy để mà gọi là ngạnh công, ngạnh kháng với lại Ukraine được. Thời điểm này, Ukraine họ đang tung cái nguồn lực rất lớn vào. Cái mũi công của họ đang mạnh mà không nên đối đầu, đúng không ạ? Đấy là một cái nguyên tắc cơ bản. Vẫn là xe cổ bị đốt cháy ngày hôm nay thì uh, gần như Ukraine chỉ chiếm thêm được một làng nhỏ nữa thôi mà chúng ta vừa đi qua thôi một ngày mà cái bước tiến của họ chậm đi rõ rệt đúng không ạ nhưng mà cũng không loại trừ trong thời gian tới họ sẽ thúc đẩy thêm bởi vì uh, chiến trường của nga vẫn còn rất nhiều lỗ hổng nó rộng quá hổng và Ukraine vẫn tìm cách để khai thác được nhưng mà các nhóm vào thường là rất khó để đi ra Chỗ này xe cũng phải mất đến hàng chục trước nha quý vị ạ, cái cảnh cuối và cái cảnh trước đó nữa, đúng không ạ, rất nhiều xe. Hôm nay thì cái số lượng mà bắt lính của Nga nó bắt đầu xuất hiện nhiều trên video rồi, cũng dễ hiểu thôi, đợt này thì Ukraine chắc chắn là bị bắt rất nhiều. Nga cũng bị bắt nhưng mà cái kiểu bắt của Ukraine thì nó khác, đó là quân ngõ tiến quá sâu, sau đó thì không có đường rút ra còn phía nga thì bị ukraine bao vây luồn sau lưng cũng không có đường rút và hình ảnh lan xét phá hủy một xe tăng cũng tại vùng Kursk. Và cùng quay lại mấy cái xe ban nãy bị cháy này, xe bọc thép và, và xe tăng T-74, ở 72 này. Và chúng ta di chuyển sang một số các chiến trường khác cho đỡ nhàm chán. Đến với lại vùng Sivek Kupian này. Một trận đấu pháo, phản pháo giữa hai bên dẫn tới việc Ukraine đã bị phá hủy một khẩu pháo ở trong rừng. về trinh sát bây giờ có thể nói là một trong những cái uh, cái trang thiết bị cực kỳ quan trọng nếu như mà nó có thể uh, gọi là lơ lửng trên bầu trời nhiều tiếng đồng hồ mà kẻ địch không làm gì được hoặc không phát hiện được đúng không ạ với lại uh, khả năng quay nét độ cao thì có thể nói là kiểu gì nó cũng gây ra tổn thất lớn đạn Krasnopol của Nga phá hủy một chiếc xe bọc thép ở hướng Kupian. Ở hướng Donetsk ngày hôm nay thì phía Nga cũng đã chính thức cắm cờ trên cái cao điểm uh, 215. Uh, đã từ rất lâu rồi họ chiếm đi chiếm lại rồi. Nhưng mà lần này thì chúng ta phía Nga đã thực sự là đã chiếm được trong cái bối cảnh này Ukraine cũng khó để có thể chiếm, tái chiếm lại như mọi lần. Đây là cái cao điểm đó và nếu như mà Ukraine mất cái cao điểm này thì có thể nói rằng là họ sẽ có khả năng mất toàn bộ bên uh, bên phía phải bờ sông này. Đấy. À, và điều này thì tôi thấy cũng rất là hợp lý tại thời điểm này phía nga đang đánh khắp nơi à, trong cái việc mà ukraine đang mải mê ở phía bắc đúng không ạ? thì họ đã tranh thủ họ tấn công vào những cái vị trí gọi là rất quan trọng của phía ukraine thời gian gần đây. Một khẩu pháo ở hướng adipka bị phá hủy. và cháy nổ có vẻ rất tưng bừng. Hôm nay ở hướng Adipka thì có thể nói Nga tạo ra một cái đột phá cực kỳ lớn. Trong đó thì họ đã hoàn toàn kiểm soát cái làng Zaline này, đồng thời là đánh về hướng phía Bắc để chiếm Sibidonipka này, phía Bắc của Ivanipka này và áp sát tới chiếm toàn bộ cái khoảng cách khoảng độ hơn chục km vuông. Áp sát vào thành Novo Torres và ở cũng khá gần với lại phía đông của thành Horibda. Hình ảnh ở hướng Uleda cách đây vài ngày, một đoàn xe bọc thép của Nga tấn công ở hướng vâng hướng 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 này gọi là cái hướng Nikopol sau đó đã bị phía ukraine tấn công và một số xe đã bị phá hủy một hình ảnh nữa rất thú vị đó là cũng ở hướng uleda một người lính nga đã tấn công vào một trận địa Ukraine, à, trong đó những người lính Ukraine đã nấp đằng sau một tòa nhà và à, căn hầm và không chịu à, gọi là ra hàng. Sau đó người lính Nga đã lại sử dụng bom chống tăng. Vâng, anh ta chạy rất xa, hàng trăm mét rồi và và cả căn hầm đã sập xuống. Rất là khốc liệt, đúng không ạ? Rất kinh hoàng và thực sự. Ở phía Nga cũng vậy và phía Ukraine cũng vậy. Và tôi quay lại cái đoạn này nó khá là highlight đúng không ạ? Chúng có những cái người lính người ta biết là người ta sẽ chết nhưng người ta không hàng. Cũng có những người lính biết là mình sẽ chết cho nên là tự kết liễu bản thân. À, một cái cuộc chiến giữa những người anh em slaver rất là đau đớn. Đấy, đang chế mìn chế bom đấy. Trời ơi, rồi, cả một cái túi xuống thì còn gì là ấm chén chạy rất nhanh <laughs> tan hoa đúng không ạ ông này ông thả xong chạy nhanh quá như này mà một khoảng thời gian mấy giây như này mà người nào nhanh người ta chạy trốn kịp phải đúng không, quý vị đáng lẽ phải để cho nó lâu lâu một chút rồi mới thả xuống à, xe mô tô của nga đang oanh tạc ở hướng oleda bây giờ thành một trong những loại xe gọi là chiến đấu chủ lực của phía nga rồi đấy kinh chưa phi đội mô tô min khổ khờ Úi rồi có hôm mà uh, ukraine nói rằng nga đã dùng đến hàng trăm xe mô tô để tấn công kinh khủng hơn trăm thì hơi quá đúng không ạ chắc là tầm hai ba chục thì cũng có đấy những trận đánh của nga chiếm đường uh, t 502 từ uleda lên konstantinivka này họ sử dụng rất nhiều mô tô mà thực tế mô tô ở đây nó rất là hợp lý Kinh quá nhỉ, bộ quốc phòng ạ. gọi là bạo chi tung ra video gọi là rất là hoành tráng. Xe cộ bây giờ toàn lông gà lông vịt. Và thôi chuyển cảnh. Những người lính Ukraine rất hân hoan sung sướng khi xé lá cờ Nga. Và đây nó cũng là một cái hình ảnh của những người Ukraine thôi, thực sự là họ rất hả hê về những thứ mà cũng chẳng có vinh quang gì đúng không ạ? Và cái lúc mà sau những cái cơn uh, gọi là ma túy tinh thần như vậy lại đối mặt với lại sự thật. À đây là phiên bản nét hơn đây quý vị này. Đây, chúng ta cùng xem phiên bản nét căng này nhá. Ôi giời chạy trông kìa. Trông ống chạy kìa chạy như ma đuổi. Hình ảnh một người lính Ukraine đang dọn dẹp một kho đạn trước đó, nhưng tuy nhiên thì họ đạn trước đó phát nổ nhưng nó không nổ hết lần nổ thứ hai thì có lẽ anh đã bị vâng rất tiếc là hình ảnh đã có một cái này chúng ta sẽ xóa sau ở phút thứ 27 Sống chống tăng tấn công vào lực lượng tăng thiết giáp Ukraine Gần đây công nhận là ít cái súng chống tăng tấn công vào người ngợm thật, đúng không ạ? Trước đây thì thấy khá nhiều. Có vẻ bây giờ nó cũng bội thực rồi. Xe bọc thép và Kipi của Thổ Nhĩ Kỳ. Vị phá bởi UAV. Khẩu pháo tự hành 2A36 cũng bị phá hủy và lần này thì cũng là lan xét vâng và một vài hình ảnh đến từ uh, triển lãm Quốc phòng của nước Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Belousov đã có mặt, lần này Nga cũng trưng ra khá nhiều hàng nóng. À đây là 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 và có cả những cái xe của Ukraine, của Mỹ bị bắt và hình như là người ta còn trưng bày cả xe của NATO. Rồi bình phẩm là xe NATO chả có cái gì, công nghệ NATO chả có cái gì đáng kể triển lãm quốc phòng này chắc chắn là rất nhiều công ty Trung Quốc rồi, Trung Quốc, Ấn Độ, BRIC, hình như Việt Nam chúng ta cũng có, hay sao? Hôm nay tôi thấy là Bộ trưởng Quốc phòng nga cũng đã họp với lại một loạt quan chức của các nước Đông Nam Á để mà thúc đẩy cái hợp tác quốc phòng đấy. Nga đợt này công bố khá nhiều cái sự cải thiện của họ liên quan tới vũ khí. Những người lính UAV và những người lính pháo binh của Nga kết hợp săn đêm. UAV thì tìm mục tiêu, sau đó thì bắn tọa độ cho pháo binh. Và có vẻ như Nga ngày càng hoàn thiện cái công nghệ để mà dường như là những người uh, lính UAV có một cái thao tác nào đó. Nó liên thông tới chuyện mà họ có thể sử dụng pháo để tấn công luôn. Rất thú vị. Tức là là họ tự động hóa cái quá trình mà bắn mục tiêu, đúng không ạ? Và khai hỏa nhanh hơn và tự động hơn. Và đây là hình ảnh Belusov đã gặp... Uh, các Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, à, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tướng Phan Văn Giang, à, Tướng đô đốc Myanmar Tin Ang Sang, Phó thủ tướng Lào và và một loạt các quốc gia Đông Nam Á nữa hệ thống phòng không Nga bắn hạ UAV. Cái con hệ thống này nhìn nó hơi lạ nhỉ. Con người gọi là con OSA quý vị ạ. Tôi đặt là OSIN đi cho nó dễ nhớ. Hình ảnh của Bộ Quốc phòng về lực lượng pháo binh Nga. Những khẩu pháo D-30 của Nga thì có thể nói rằng là nó cứ hoạt động gọi là 24 trên 7. Và nó bị cháy phát thì một khẩu khác xuất hiện tại chỗ cũ. Có nghĩa là phía Nga pháo D-30 nó nhiều như là đồng nát rồi. Đấy, hòm đạn hai bên này. Công việc gọi là việc nhẹ lương cao. Địch mà phát hiện ra thì căng, đúng không ạ? gọi những lực lượng pháo binh mà không giấu kỹ mà bị lộ hàng thì nhìn chung là kết quả rất thảm bởi vì kho đạn rất to vâng có vẻ như là mạng biết đã không cho chúng ta đi tiếp rồi uav ở đâu đây zaporizhia rồi mặt trận oriki vâng các căn cứ của ukraine đang giải rác khắp tuyến à, chúng ta có thể nhìn thấy là những cái chiến hào công sự nó liên miên đúng không ạ? Nga tuyên bố là triển lãm quân sự 2024 đã thu hút được đã ký kết hợp đồng 500 tỷ rúp Vâng, 500 tỷ rúp. Hôm qua thì tôi nhận được thông tin rằng là phía nga họ đã gọi là ký kết được hợp đồng đâu đấy không biết trong năm 2024 một cái số lượng kỷ lục là 80 tỷ đô hay là 60 tỷ đô gì đấy quên mất rồi. Vâng, chúng ta sẽ kết thúc bằng hình ảnh máy bay trực thăng của nga tham chiến hỗ trợ cho lực lượng mặt đất của họ ở vùng Kursk. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.